5 nội dung hợp tác gồm ô tô, năng lượng, công nghiệp khai khoáng, khoáng sản, giao thông vận tải và hóa dầu đã được hai Bộ Công Thương Việt Nam và Cộng hòa Séc tập trung thảo luận trong buổi làm việc giữa hai bộ mới đây. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình chung trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc và việc tổ chức thành công khóa họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cộng hòa Séc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với quan hệ ngoại giao tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc vẫn còn lớn, do đó cần đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, dựa trên các cơ chế của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVPA. Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Jozef Sileka nhất trí với những đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, đồng thời mong muốn hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đầu tư. Hai bộ trưởng tin tưởng vào thành công trong chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Cộng hòa Séc, cũng như khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế. Trong khuôn khổ đoàn công tác Cộng hòa Séc tại Việt Nam lần này, hai bên cũng đã tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cộng hòa Séc.